Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong bài viết nội dung trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung. Thứ nhất là những người tuổi Mão và những người tuổi Thân có hợp với nhau hay không. Thứ hai là những người tuổi Mão và những người tuổi Dậu có hợp với nhau hay không. Về xem tuổi để biết tính cách, tình duyên, hôn nhân, tài lộc, về đường làm ăn của hai tuổi để xem có hài hòa hay không. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Thứ nhất là người tuổi Mão và người tuổi Thân có hợp với nhau hay không. Khi xem tuổi thì người ta thường muốn biết tính tình, tình duyên, hôn nhân và tài lộc và đường làm ăn của hai tuổi, cần xem có hòa hợp hay không và sự kết hợp của hai tuổi nó có mang lại nhiều may mắn trong công việc làm ăn hoặc là thành công hoặc có hạnh phúc hay không, hay chỉ là đem đến những điểm xấu và bất hạnh. Vậy tại sao có rất nhiều đôi yêu nhau nhưng không lấy được với nhau, còn có rất nhiều đôi chỉ gặp nhau quen biết ít ngày lại nên duyên vợ chồng? Về chuyện vợ chồng là do duyên số quyết định, nên việc xem tuổi để biết cả hai có hợp với nhau hay không thì đó cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Xem tuổi thì ngoài việc có thể dự đoán trước được tương lai, còn có thể tìm cách hóa giải khiến cho gia đình của bạn hạnh phúc hơn. Và các bạn thân mến, về mục thứ nhất là tuổi Mão và người tuổi Thân có hợp nhau hay là khác nhau theo tử vi của 12 con giáp. Trong các mối quan hệ của hai con giáp này thì Mão luôn dành nhiều tâm huyết hơn, còn Thân thì thường dành nhiều thời gian để theo đuổi những hoài bão và ước mơ của chính mình. Mão và Thân là có khá nhiều điểm khác nhau, bởi vậy cả hai cùng phải cố gắng để hiểu và dung hòa những mối quan hệ. Tính hay nhún nhường của Mão nó sẽ cải thiện đáng kể mối quan hệ, nhưng nhìn chung thì tuổi Mèo thường bị động và vị tha hơn lúc cần thiết. Do đó trong các mối quan hệ giữa Mão và Thân thì Mão đã dành nhiều tâm huyết hơn, tuổi Khỉ thì thường dành nhiều thời gian để theo đuổi những hoài bão và mơ ước của mình. Khi cả hai người yêu nhau thì cả hai thành tinh này có rất nhiều những sở thích khác nhau. Mão thì thích các công việc nhà, thích những bản nhạc nhẹ nhàng, tuy hơi nhút nhát nhưng trong những cuộc gặp gỡ nó mang tính chất gia đình hoặc bạn bè thân thiết thì Mão lại rất nhiệt tình. Còn tuổi Thân thì luôn đam mê các buổi tiệc tùng, thích đám đông ồn ào và náo nhiệt. Nhưng họ khác ở chỗ là Mão thích tổ chức các bữa tiệc nhỏ trong gia đình, còn Thân thì lại thích các sự kiện đó ở các câu lạc bộ và những tụ điểm đông người. Hai tuổi này có một số quan điểm không thể dung hòa được, nhưng sự gắn kết khó có thể bắt nguồn từ sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn này. Nếu là một trong những đối tác kinh doanh thì Mão và Thân cần phải phối hợp thật nhịp nhàng để cho công việc của họ không bị đổ bể. Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề có liên quan đến tài chính, và Thân cũng vậy, bởi người tuổi Thân chỉ chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất là Thân sẽ là người ở tiền tuyến đảm nhận những trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác và khách hàng, và Mão lại chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho Thân. Còn tài chính chắc chắn sẽ cần nhờ đến nhân vật thứ ba nó đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. Và các bạn thân mến, ví dụ thứ nhất là người tuổi chồng Đinh Mão 1987 và người tuổi vợ Nhâm Thân 1992 có hợp với nhau hay không. Với chồng là sinh năm Đinh Mão thuộc mệnh Lộ Trung Hỏa, cung thuộc cung Tốn, niên mệnh năm sinh là Mộc. Tuổi vợ là năm Nhâm Thân, mệnh Kiến Phong Kim, cung Đoài và niên mệnh năm sinh là Kim.
Về luận giải xem bói tuổi chồng đinh mão, tuổi vợ nhân thân là về mệnh, chồng là âm hỏa, mệnh vợ là dương kim, là tương khắc. Về thiên can, chồng là đinh, thiên can của vợ là nhâm, là tương sinh. Còn về địa chi của chồng là mão, của vợ là thân. Còn về cung, cung của chồng là tốn, cung của vợ là đoài, là lục soát không tốt. Còn về thiên mệnh năm sinh, thiên mệnh của chồng là mộc, của vợ là kim, là tương khắc. Theo như trên thì tuổi chồng đinh mão 1987 và tuổi vợ nhâm thân 1992 là không hợp nhau. Ví dụ thứ hai là tuổi chồng nhâm thân 1992, tuổi vợ kỷ mão 1999 có hợp với nhau hay không? Tuổi chồng năm nhâm thân mệnh kiến phong kim, cung cấn niên mệnh năm sinh là thổ. Tuổi vợ năm kỷ mão mệnh thành đầu thổ, cung cấn niên mệnh năm sinh là thổ. Về luận xem bói chồng nhâm thân vợ kỷ mão, về mệnh chồng là dương kim, mệnh vợ là âm thổ, là tương sinh. Về thiên can chồng là nhâm, của vợ là kỷ, là bình. Về địa chi của chồng là thân, của vợ là mão. Về cung chồng là cấn, của vợ là cấn, là phục vị rất tốt. Về thiên mệnh năm sinh thì chồng là thổ, của vợ là thổ, là bình. Theo như luận giải ở phần trên thì tuổi chồng nhâm thân 1992, tuổi vợ kỷ mão 1999 là khá hợp nhau. Về thứ hai là những người tuổi mão và những người tuổi dậu có hợp với nhau hay không? Xem tuổi để biết tính cách, tình duyên, hôn nhân, tài lộc và đường làm ăn của hai tuổi xem có hòa hợp với nhau hay không. Xem tuổi thì ngoài việc có thể dự đoán trước được tương lai, còn có thể tìm cách để hóa giải khiến cho gia đình của bạn hạnh phúc hơn. Thứ nhất là về người tuổi mão và người tuổi dậu có hợp với nhau hay là xung khắc. Theo tử vi của 12 con giáp thì mão và dậu cần phải nỗ lực rất nhiều để hiểu được những động cơ và mục tiêu trong cuộc sống của nhau. Với các mối quan hệ của họ sẽ đối mặt với nhiều giai đoạn rất căng thẳng. Về mâu thuẫn ở chỗ là mão và dậu có một quan điểm khác nhau về cuộc sống. Mão thì thường đưa ra những ý kiến chủ quan và gặp khó khăn thì giải quyết. Còn các vấn đề về thực tế, người tuổi dậu thì luôn đòi hỏi sự chính xác trong từng công việc của mình làm. Bởi vậy nên trong con mắt của dậu, mão lại là một mẫu người đoảng. Còn với mão thì dậu thường đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Nhưng tuy nhiên thì dù không phải lòng, mão cũng ít khi phàn nàn hoặc tỏ sự không hài lòng. Khi là một cặp uyên ương thì hai tuổi này khó mà hài lòng về với nhau. Mão sẽ dành nhiều những tâm huyết cho các mối quan hệ và điều này thì dậu không có ý kiến gì. Nhưng tuy nhiên vấn đề nổi cộm nhất đó là họ có quan điểm và cách ứng xử khác nhau trong tình yêu. Về tuổi gà thì thích mè nheo, đòi hỏi mọi người xung quanh, kể cả người yêu, phải thế này, phải thế kia để hướng tới sự hoàn hảo. Còn người tuổi mão thì rất cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần của người yêu để giữ cho cuộc sống cân bằng. Có những lúc gà có thể đáp ứng được yêu cầu của mão một cách chân thành, nhưng đôi khi mão lại thấy hình như mình bị sỏ mũi, vì vậy nên mão cảm thấy rất bị tự ái. Và trong chuyện kinh doanh thì tuổi gà cũng nhanh chóng chán người tuổi mão, vì những người cầm tinh con gà cho rằng người cầm tinh con mèo thiếu sự logic, thiếu thực tế. Dậu sẽ là người chủ động trong những công việc tại ở cơ quan, còn mão thì khá thụ động và đi lệch trong những mong muốn của dậu. Ví dụ thứ nhất là người tuổi chồng đinh mão 1987, còn người tuổi vợ quý dậu 1993 có hợp với nhau hay không? Với tuổi chồng là năm đinh mão mệnh lộ trung hỏa, cung tốn niên mệnh năm sinh là mộc. Tuổi vợ là năm quý dậu niên mệnh là kiến phong kim, cung cấn niên mệnh năm sinh là thổ. Về luận giải xem bói tuổi chồng đinh mão tuổi vợ quý dậu như sau. Về mệnh của chồng là âm hỏa, của vợ là âm kim, là tương khắc. Về thiên can của chồng là đinh, của vợ là quý, là tương khắc. Về địa chi của chồng là mão,
Địa chi của vợ là Dậu là lục xung, về cung của chồng là Tốn, cung của vợ là Cấn là tuyệt mệnh, là không tốt. Về thiên mệnh năm sinh thì của chồng là Mộc, của vợ là Thổ, là tương khắc. Theo như trên thì chồng Đinh Mão 1987 của vợ Quý Dậu 1993 là không hợp với nhau. Về thứ hai là tuổi chồng Quý Dậu 1993 và tuổi vợ Kỷ Mão 1999 có hợp với nhau hay không? Với tuổi chồng thì năm Quý Dậu mệnh Kiến Phong Kim, cung đoài niên mệnh năm sinh là Kim. Tuổi vợ là năm Kỷ Mão mệnh Thành Đầu Thổ, cung Cấn niên mệnh năm sinh là Thổ. Còn về luận giải xem tuổi chồng Quý Dậu, vợ Kỷ Mão, về mệnh của chồng là âm kim, mệnh của vợ là âm thổ, là tương sinh. Về thiên can của chồng là Quý, của vợ là Kỷ, là tương khắc. Còn về địa chi của chồng là Dậu, của vợ là Mão. Về cung của chồng là Đoài, của vợ là Cấn. Về thiên mệnh năm sinh của chồng là Kim mà của vợ là Thổ, là tương sinh. Theo như trên thì tuổi chồng Quý Dậu 1993, tuổi vợ Kỷ Mão 1999 là khá hợp với nhau. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.